Xin được kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của em. Em là Minh Thành, đến từ Win Auto với địa chỉ tại số 8 Phạm Bạch, Ấn Độ. Và ngày hôm nay em Thành xin giới thiệu đến quý anh chị một chiếc GLC 250 Formatic được sản xuất vào năm 2018 tên cá nhân biển tỉnh nhá. Chiếc xe này của em thì hiện tại đã lăn bánh được 2,8 vạn mai. Nó tương đương loanh quanh tầm khoảng gần 5 km thôi. Đó, chiếc xe này của em thì có màu ngoại thất là màu trắng này và màu nội thất là màu đen nhá quý anh chị nhá. Nó rất là đẹp luôn quý chị ạ. Đây cái màu nội thất của đen này. À đây, tí nữa em sẽ quay về phần nội thất sau cho quý anh chị nhá. Đấy, thì chiếc xe này thì bên em cũng mới về được mấy hôm nay thôi. Đó, mới về được mấy hôm nay và hôm nay em đã quay lên để cho quý anh chị xem. Và hiện tại chiếc xe này thì bên em về cũng chỉ có đánh bóng spa lại chiếc xe này thôi, không phải làm gì nhiều cả đâu ạ. Đấy, bởi vì chiếc xe này thì thực sự nó quá đẹp luôn. Xe mới chạy có 2,8 vạn mai thôi. Đấy, và cái nội thất của nó thì cực kỳ là mới rồi. Nói thật với quý anh chị là như thế luôn ạ. Rồi em quay qua chi tiết tổng thể về chiếc xe này cho quý anh chị xem nhé. Ở đây thì trước mắt quý anh chị đó là một cụm đèn full LED Intelligent Light System. Đấy, một cụm đèn rất là đẹp. Đấy, cũng khá là thông minh, cũng có tự động bật tắt và có một số những cái tính năng chiếu sáng, chiếu xa, rất là xa, lúc xa lên tới khoảng hơn 600 mét. Đấy. Và trước đây sẽ có là hai thanh nan mạng chrome. Đấy, gắn vào mặt ca lăng và logo chính giữa là logo của Mercedes rất là to đó, cực kỳ là đẹp luôn đó. Vừa có cả logo dập trên nắp capo, có 6 cảm biến trước và 6 cảm biến sau. Đây có cực kỳ chữ để nhìn rõ nhất này, cái phần khớp nối này giữa nắp capo và cái phần hông đấy, nó rất là liền nhau luôn, nó không có dấu hiệu nào là tháo ra. Đây cái chữ này rất là liền nhau luôn đó quý chị nhá. Rồi thì ở năm 2016 và 2017 ấy, thì nó sẽ là một cái nó lên 2018 thì sẽ thay đổi một chút thôi, nó thay đổi một chút so với lại đời 2016 và 2017. Thứ nhất là cái phần la răng này, la răng của phiên bản 2018 này trở lên này thì đã là la răng 19 inch đấy, đa chấu rất là đẹp và đi rất là êm, cực kỳ êm hơn là la răng 18 inch. La răng 19 inch này thì lốp này của nó sẽ mỏng hơn một chút, mỏng một chút. Và đây thì chủ xe đã thay lốp này rồi nhá. Đấy, đến 2020 và còn rất là dày. Đây cũng là một lợi thế cực kỳ là tốt cho quý anh chị khi mà quý anh chị mua xe cũ, mà đặc biệt là những chiếc xe 5 năm sử dụng rồi. Đấy, và được thay cực kỳ là tốt luôn. Đấy, tiết kiệm chi phí này, tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Bộ lốp này thì loanh quanh 20 triệu đấy quý anh chị ạ. Đấy. Đây là một cái lợi thế rất lớn cho quý anh chị nhá. Càng thay càng tốt thì quý anh chị mua xe cũ. Đây, phần la răng quý chị có thể nhìn thấy này, nó rất là đẹp luôn, không có một vết phay chém nào. Bởi vì biển tỉnh thì họ sẽ đi ở tỉnh nhiều hơn, cho nên là không vướng các cái vè lề đường như là đường Hà Nội. Đấy, cực kỳ là đẹp. Cái la răng, bốn quả la răng này thì cực kỳ là đẹp luôn quý chị ạ. Đó, màu trắng này, đây, tất cả sơn si đều rất là đều nhau nhá. Không có một cái dấu hiệu nào là sơn lại đâu ạ. Của em thì chỉ có đánh bóng spa là hết rồi. Đó. Đây, phần lốp sau anh chị có thể nhìn thấy rõ ràng luôn này anh chị này. Đây, phần la răng này, cực kỳ là đẹp luôn. Phần cốc của GLC này thì cũng rất là rộng. Cốc của GLC rất là rộng luôn. Đó, nó có thể chứa rất là nhiều đồ. Đấy. Đây, nội thất của chiếc xe này này anh chị này. Đó. Lên phiên bản GLC 250/18 này thì nâng cấp lên một chút là độ loa 13 loa Boomaster, 13 loa Boomaster. Ở đời 2016 và 2017 thì vẫn là cái loa thường của Mercedes thôi. Tuy nhiên thì cái loa thường của Mercedes thì cũng khá, nghe cũng khá là hay. Nhà em hiện tại vẫn còn hai chiếc GLC 216 và 217 nữa. Đó. 13 loa Boomaster nhá. Ở GLC 250 thì chưa có cửa sổ trời. Lên đến GLC 300 thì ở đời này thì nó có bóng hơi và cửa sổ trời nhá. Đó. Theo em thấy thì hầu như ở thị trường mình ưa chuộng nhất là dòng GLC 250 này, bởi vì là nó có đầy đủ những cái option, đầy đủ tiện nghi cho quý anh chị. Đấy, GLC 300 thì hơi thừa, GLC 200 thì hơi thiếu. Đó. Ở người Việt mình thì lại cứ ưu tiên là xe chỉ cần vừa đủ thôi là vừa. Và cái giá thành của nó thì cũng cực kỳ là hợp lý, cực kỳ là tốt, bởi vì là GLC 250 và GLC 300 nó chênh nhau khá là nhiều tiền. Đấy. Và GLC 200 và 250 ấy thì lại chênh nhau không nhiều lắm quý chị nhá. Đó, quý chị có nhìn thấy này. Đấy, cái phần ghế này cực kỳ là mới luôn.
Đó, nó chỉ có vài vết nhăn thôi, đấy, vết nhăn thôi, không có dấu hiệu là bong tróc hay gì cả. Ở hàng ghế này nhá, quý chị có thể gập hẳn xuống được, đấy, nó tạo ra một khoảng chứa đồ cực kỳ là rộng luôn, quý chị có thể nằm ra đây thoải mái luôn nhá. Đấy, ví dụ như là quý chị đi xa này, cần nghỉ ngơi này, đó, quý chị có thể nghỉ ngả hẳn ra để có thể nằm cho nó thoải mái hơn. Đó, cũng có cửa gió điều hòa phía sau, cửa gió điều hòa phía sau, điều hòa này thì là điều hòa hai vùng độc lập, hai vùng độc lập nhá. Đây, ở phần ghế trước này thì sẽ có là nhớ ba vị trí ghế và ba ba nhớ vị trí ghế này, ghế chỉnh điện này, đó, rồi là gương, tất đương nhiên rồi là kính và gương đều là auto tự động một chạm hết. Đó, đây là phần đây em để nói quý chị xem này, nó rất là mới luôn quý chị ơi, đây 4,6 vạn km nhé quý chị nhá, 4,6 vạn km đấy, cực kỳ là mới luôn. Màn hình này, đây màn hình giải trí này cũng có kết nối Bluetooth nhá, có kết nối Bluetooth, ông có bóng này cực kỳ là sang trọng luôn quý chị này, đó cực kỳ là sang trọng luôn nhá. Đây là các cái hộc để đồ với cốc này, đó rồi là có 5 chế độ lái này, 5 chế độ lái nhá, đó điều chỉnh này, đấy cốp này, đó. Cốp này, đây quý chị có thể nhìn thấy cái nội thất của chiếc xe này thì cực kỳ là mới luôn. Đây cái phần táp lô này quý chị có thể nhìn thấy, đó đây phần ghế ngồi, ghế phụ này nó rất là mới luôn quý chị ơi, hầu như nhá chiếc xe này á, chỉ dành cho đi một mình đấy. Chủ yếu chủ xe cũ người ta đi một mình là chủ yếu, em thấy là thế, là vì là cái phần ghế của nó thì cực kỳ là mới, còn cực kỳ là căng luôn quý anh chị ạ, từng các cái múi luôn nhá, đấy nó rất là căng và không bị chảy xước gì cả và nhăn cực kỳ là ít. Đây có thể nhìn thấy cái vô lăng của nó này, đấy cái vô lăng của nó thì rất là đẹp luôn, đó vô lăng rất là đẹp luôn, zin từng cái nếp khâu, cái đường chỉ đường khâu một nhá, đó rồi là vô lăng cũng phím tích hợp lên các phím bấm ở trên chiếc xe này rất là tiện nghi, có lẽ chuyển số sau vô lăng này, rồi cần gạt mưa này. Đó, đây cần gạt mưa nó nằm ở bên này nhé, cần mưa nằm bên này và xi nhan cũng nằm bên này luôn nhé. Đây gạt mưa thì cũng ở xoay đây, đó xoay ở đây, rồi là lấy chuyển số bên này, đó phanh tay điện tử ở đây nhé, phanh tay đây nhé quý chị nhé. Quý chị có thể nhìn thấy là như hầu như tất cả những chiếc xe đều phanh tay sẽ nằm ở bên này, nhưng mà riêng Mercedes thì sẽ nằm ở bên tay trái đây nhé quý chị nhé. Đó thì tiện nghi, và cái động cơ, khoang động cơ của chiếc xe này thì còn cực kỳ là mới và cực kỳ là đẹp luôn đấy ạ. Đây là chiếc GLC 200 200 thường nhé, đời 2019, đời 2019 em đã lên video rồi, thì quý anh chị nào mà đang quan tâm thì có thể truy cập vào trang chủ của em để tìm lại video của chiếc GLC 200 này nhá. Đây là phần động cơ của chiếc xe này này, đấy, nó rất là mới luôn quý chị nhá. Ở đây thì quý chị có thể nhìn rõ điện nhất này, nó cực kỳ đẹp luôn đấy quý chị ạ. Đây, mà khoang máy nó rất là sáng luôn, quý chị có thể nhìn rõ biệt được từng con ốc một, đấy, từng con ốc một zin hết lên đét luôn quý chị ạ, đét luôn. Đây, tất cả những cái đèn này, rồi là khung gầm này, khung này, xương này, đấy tất cả đều rất là đẹp luôn quý chị ạ. Kể cả như các cái nắp capo này nhá, đều là nắp capo zin hết nhá quý chị nhá, chưa có dấu hiệu là tháo ra luôn đó, rồi từng keo chỉ một đều là zin hết nhá quý chị nhá. Đấy, cực kỳ đẹp luôn cái xe này, và cái giá thành của nó bây giờ thì cũng gọi là cực kỳ là hợp lý rồi, cực kỳ là hợp lý. Đây quý chị có nhớ đèn này nó rất trong và rất là đẹp luôn đó. Rồi em xin giới thiệu là một chút về chiếc xe này nhá, ở đây em có chiếc Mercedes GLC 250 Formatic được sản xuất vào đăng ký năm 2018, tên cá nhân biển tỉnh. Chiếc xe này thì đã lăn bánh được 4,6 vạn km và hiện tại em Thành đang chào bán tại cửa hàng là chưa đến 1 tỷ 3, 1 tỷ 295 triệu đồng đấy, 1 tỷ 295 triệu đồng nhá quý chị nhá. Màu trắng này, màu ngoại thất là màu trắng này và màu nội thất là màu đen đấy. Hiện tại thì giá xe thì em vẫn còn thương lượng, quý chị nào đang quan tâm thiện chí thì liên hệ trực tiếp với em để thương lượng về giá cả nhá, cũng như là biết thêm thông tin chi tiết về giấy tờ của chiếc xe này. Chiếc xe này thì em vẫn còn hỗ trợ banh được đến 70% giá trị xe trong vòng tối đa 7 năm, tối đa 7 năm luôn nhá quý chị nhá, lãi suất cực kỳ là ưu đãi đó. Rồi và em xin cảm ơn quý chị đã quan tâm đến video của em, xin hẹn gặp lại quý anh chị vào những cái video tiếp theo ạ.